Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng Giêng năm 2019. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon for Church Virginia để tường thuật đến quý vị buổi tiệc tất niên của Đại gia đình Không quân Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ. Kính mời quý vị theo dõi hình ảnh do Viettv DC ghi nhận gửi tới quý vị sau đây. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Minh Toàn, Hội trưởng Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ chào mừng, cảm tạ quan khách. Theo thông lệ hàng năm, Hội Không quân chúng tôi có tổ chức tiệc tất niên để tập hợp anh em không quân lại với nhau và các thân hữu ngoài không quân cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong năm vừa qua và chuẩn bị đón năm mới sắp đến. Chương trình của Không quân chúng tôi trên 30 năm nay, mỗi năm đều có tổ chức tất niên. Mỗi năm khi mà Tết đến, chúng tôi ngoài vấn đề tổ chức, chúng tôi đều nhớ đến những anh em thương phế binh không quân. Và chúng tôi sẽ hy vọng một số anh em đóng góp để mà giúp cho những anh em thương phế binh không quân bên quê nhà. Và đồng thời chúng tôi nếu mà có dư ra số tiền cũng phụ giúp những người dân quan, những người tranh đấu bên Việt Nam sống cuộc đời rất là khổ cực và hy vọng tương lai Việt Nam tươi sáng hơn. Không quân của chúng ta miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã được thành lập. Tôi không chắc lắm nhưng mà coi như gần chắc là coi như cũng gần 40 năm nay. Thì mục đích của hội không quân ngay từ lúc đầu đó thì lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề tương tế cho anh em trong không quân, giúp đỡ lẫn nhau để hòa nguyên. Nhưng về sau này thì công việc nó bành trướng hơn ra ngoài hơn cộng đồng. Nên là mục đích thì chúng tôi sẽ hoạt động chặt chẽ với cộng đồng Việt Nam ở vùng Hoa Thành Đốn trong những công cuộc hoạt động về xã hội, kinh tế và có thể chính trị. Những hoạt động gì mà cộng đồng đã cần chúng tôi trong công cuộc tranh đấu chống bạo quyền của Cộng sản. Khi đó là màn võ thuật công phu do võ sư Đồng Sĩ Hội, Giám đốc trường võ thuật Thần Phong dùng thủ đô Hoa Thành Đốn và các môn sinh biểu diễn rất ngoạn mục, được khán giả nhiệt liệt ngợi khen. Hôm nay tôi xin dẫn các em tới để xin ra mắt để kính chào quý vị trong lực lượng không quân và đồng hương ở vùng Washington DC. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn chú Đằng và anh Minh Toàn đã kết nối lại với Thần Phong. Vì Thần Phong là con đẻ của không quân, cho nên đó là một cái duyên lành mà hôm nay các em đã đến đây để xin ra mắt một vài kỹ thuật biểu diễn về trường Thần Phong. Xin cảm ơn. Liên tục chương trình là phần ca nhạc do các hội viên và thân hữu đóng góp. Sau tiết mục xổ số, khách tham dự khiêu vũ đến khoảng 3 giờ trưa khi tiệc tất niên của Hội Không quân kết thúc. Quý vị vừa theo dõi phóng sự ghi lại tiệc tất niên của Đại gia đình Không quân Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị luôn đến với màn hình Viettv. Cầu chúc quý vị bình an, may mắn, thịnh vượng và thắng lợi trong năm mới. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tới. Đài Hữu Thảo Viettv tường trình từ Fort Church, Virginia, Hoa Kỳ.